Chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay mình làm video để phân biệt bánh xe đu bông thật và bánh xe đu bông giả. Bây giờ đầu tiên mình cho anh em xem cái bánh xe đu bông giả trước nha. Nó cũng có là lục đầu lục giác. Về mặt nó hơi lõm, nó không đều. Cái này là mặt trên nè, đây là mặt dưới. Răng của nó không đều mà nó lởm chởm. Đây là cái bánh xe đu bông thật. Lục giác của nó rất là đều mà cái bề mặt của nó dày, cái mặt trên của nó sẽ láng, nó bằng, nó không có bị lởm. Cái mặt dưới của nó đây, mặt dưới nó thì bên trong nó có khuyết vô một chút xíu nên nhìn nghiêng thấy nó khuyết vô chút xíu. Răng của nó là rất là đều mà bén. Anh em xem hai cái thật và giả. Cái thật là phía bên phải của mình nó dày, cái bề mặt nó dày hơn rất là nhiều. Cả cái mặt lưng là dưới này, này là mình để mình thả vô nằm ở dưới sát dưới. Lăng của thằng giả nằm ở phía ngoài, thật nằm bên trong. Đây là cái bánh xe đu bông dành cho lai D với lai 8. Hiện tại thì mình chưa thấy có hàng giả trên thị trường, thì mình chưa thấy, chưa gặp. Này bánh chính hãng. Nhỏ hơn bánh lai 2. Nhỏ quá mình khó cầm ghê. Mình cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào thích video này bấm cho mình một like, anh em chưa đăng ký bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.